Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Với những giải pháp khả thi, thực hiện đổi mới công tác quản lý với phương châm kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai đã kết thúc năm học 2023-2024 đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đạt được những thành tích đáng phấn khởi. Quy mô trường lớp ổn định và phát triển, 100% các xã và thị trấn đều có đủ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập, đáp ứng nhu cầu của người học. 100% các trường mầm non tổ chức bán trú, tỷ lệ trẻ bán trú đạt 99,4%, tỷ lệ học 2 buổi một ngày cấp tiểu học là 100%, tỷ lệ bán trú tiểu học là 52%. Đối với cấp học mầm non, công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn thường xuyên được quan tâm, triển khai có hiệu quả mô hình vườn rau sạch, xây dựng không gian thân thiện, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng trẻ, không có ngộ độc, dịch bệnh, bạo hành xảy ra trong các nhà trường trên địa bàn huyện. Chất lượng giáo dục học sinh phổ thông được đánh giá, đảm bảo đúng quy chế và có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục phẩm chất, giáo dục năng lực đối với học sinh tiểu học đạt kế hoạch. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình ở cấp học đạt 99,7%, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tiên tiến đảm bảo kế hoạch đề ra. Các em đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học cấp thành phố, có 55 em đạt giải, tăng 18 giải so với năm học 2022-2023. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đạt thành tích cao ở cấp thành phố, quốc gia, có nhiều thành tích nổi bật. Phong trào nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm. Giai đoạn 2022-2025 giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai đã có ý nghĩa trong việc hỗ trợ các điều kiện học tập và kinh nghiệm giảng dạy, quản lý giữa hai đơn vị. Ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực chủ động trong công tác bồi dưỡng, đội ngũ, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và triển khai bước đầu có hiệu quả. Giáo viên, nhân viên đã tích cực viết và vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm, tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt 10 giải. Tham gia Ngày hội Công nghệ Thông tin và STEM cấp thành phố, kết quả đạt 25 giải. Phong trào thi đua hai tốt, thực hiện các cuộc vận động đã được toàn ngành triển khai thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn, đảm bảo công khai công bằng. Trong năm học có hai tập thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen là trường Trung học cơ sở Kiều Phú và trường Tiểu học Ngọc Liệp. 3 tập thể đề nghị thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, 19 tập thể và 6 cá nhân đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen, 18 tập thể được đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố công nhận tập thể lao động xuất sắc. Nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng là các tập thể lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở. Công tác tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của ngành có nhiều cố gắng. Tính đến hết năm 2023, đã có 67 trên 77 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 87%, và 21 trên 77 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt tỷ lệ 27,6%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chúc mừng và biểu dương những kết quả của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2023-2024 vừa qua. Đồng thời đề nghị trong năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nhà giáo, nâng cao trách nhiệm và phát huy tốt năng lực cá nhân của đội ngũ nhà giáo. Tổ chức rà soát, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, đặc biệt là việc phối hợp rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất, nâng cấp, cải tạo các trường học theo hướng đạt chuẩn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 5 và lớp 9. Tập trung đầu tư xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ năm học và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng bồi dưỡng học sinh yếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã khen thưởng cho 58 tập thể lao động tiên tiến năm học 2023-2024, khen thưởng cho 15 cá nhân đạt giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo huyện Quốc Oai năm học 2023-2024. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024
thầy và trò trường Trung học phổ thông Minh Khai Quốc Oai có quyền tự hào khi có tới 45 học sinh có tổng điểm đăng ký thi vào các trường đại học đạt từ 27 điểm trở lên. Trong đó có tới 9 em học sinh đạt điểm 10 ở các môn khác nhau. Trong số đó phải kể đến hai em là Nguyễn Phương Linh, thủ khoa khối C00 với 29 điểm, trong đó có một điểm 10 môn địa lý, và em Kiều Anh Bằng, thủ khoa khối A00 với 28,55 điểm, trong đó có điểm 10 môn hóa học. Lựa chọn khối C00 để đăng ký thi vào đại học, đơn giản bởi em luôn có sở thích với các môn khoa học xã hội. Cô bé nhỏ nhắn Nguyễn Phương Linh đã là niềm tự hào của thầy cô và của gia đình. Với điểm thi xuất sắc của em, những lo toan của ông bà, cha mẹ vì phải học quá nhiều bỗng chốc đã tan biến và thay vào đó là niềm vui, niềm tự hào. Cháu Linh đây là cũng rất yêu thích môn xã hội, văn sử địa từ ngày hồi cấp 1, cấp 2 rồi. Thì cháu có đam mê môn này nên cháu lại lựa chọn vào khối C. Trong quá trình học cháu lắm lúc cháu ham học quá, cháu thức suốt đêm cháu học. Cả ngày cháu học, ngay cháu chỉ ngủ có mấy tiếng nha, cũng lo lắng cho cháu. Cũng cứ động viên cháu học nhưng mà phải giữ sức, sợ cháu lại ốm. Nên cháu ham học quá, cháu cũng lo với kỳ thi. Nên gia đình cũng rất lo lắng. Nên bây giờ cháu đạt được kết quả 29 điểm khối C là gia đình cũng rất tự hào và vui mừng. Vì cháu đã đạt được kết quả như cháu mơ ước. Từ sở thích các môn khoa học xã hội, Phương Linh đã sưu tầm cho mình rất nhiều giấy khen về các môn văn, sử, địa qua các cuộc thi cấp huyện và cấp thành phố. Không chỉ có sở thích các môn khoa học xã hội, em còn có niềm đam mê vẽ tranh. Sau những giờ học căng thẳng, em thường lựa chọn việc thư giãn bằng ngồi vẽ tranh. Từ niềm đam mê cùng với phương pháp truyền đạt của thầy cô giáo ở trường và sự nỗ lực tìm tòi nguồn tài liệu từ sách và các trang mạng xã hội, cô bé Phương Linh đã tích trữ cho mình một lượng kiến thức rất lớn để tự tin bước vào kỳ thi với kết quả tổng điểm khối C00 là 29 điểm. Trong đó em đạt điểm 10 tối đa môn địa lý để trở thành cô bé thủ khoa của trường Trung học phổ thông Minh Khai năm 2024. Từ những năm trước thì mình đã thấy rất là có hứng thú với các môn khoa học xã hội. Cho là trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa rồi thì mình đã chọn khối C00 để thi. Về phương pháp học thì mình khuyên là chúng ta nên bám sát vào các kiến thức trong sách giáo khoa, bởi vì thường là những câu hỏi trong kỳ thi của bộ thường sẽ là lấy từ trong sách giáo khoa mà ra. Ở trên lớp thì chúng ta nên chú ý nghe giảng và ghi chú lại những cái từ vựng quan trọng. Chúng ta có thể vẽ sơ đồ tư duy để hệ thống lại kiến thức. Mình cũng thường lên mạng để tìm kiếm những bộ đề, nhưng mà chúng ta phải chắt lọc thông tin, bởi vì rất là dễ có những cái kiến thức bị sai. Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa rồi thì mình được 29 điểm khối C00 thì mình đã cảm thấy rất là mãn nguyện với kết quả hiện tại của mình, bởi vì đấy là tất cả những sự cố gắng của mình. Và mình cũng cảm thấy rất là biết ơn các thầy cô giáo đã tạo điều kiện và dạy bảo em. Và gia đình đã quan tâm và săn sóc em rất là nhiều, tạo cho em động lực để vững vàng trong kỳ thi vừa qua. Khác với Phương Linh, cậu học trò Anh Bằng, thủ khoa khối A00, trường Trung học phổ thông Minh Khai với 28,55 điểm, với khả năng tư duy tốt ở các môn khoa học tự nhiên, nên hàng ngày em vẫn dành thời gian phụ giúp cha mẹ chăn nuôi, nấu ăn và tham gia thể thao cùng các bạn vào những buổi chiều. Về đầu tiên về lựa chọn muốn học thì đầu tiên phải xác định về sở thích của mình. Như cháu là cháu thích tin học về công nghệ. Cháu sẽ hướng đến khối A00 toán lý hóa để sau này mình có thể đăng ký bao nhiêu ngành theo cái sở thích của mình hơn. Và sau khi đã xác định sở thích của mình thì mình cần đặt mục tiêu rõ ràng. Ví dụ như 27, 28 điểm. Sau đó thì cần đặt những mục tiêu nhỏ hơn, ví dụ như trong 2 đến 3 tuần phải nắm rõ chương 1 chẳng hạn. Sau đó thì từ những kinh nghiệm và kiến thức mình giành được, tích lũy được, sau khi hoàn thành những mục tiêu nhỏ đấy thì mình có thể tích lũy lại để hoàn thành mục tiêu lớn mình đặt ra ban đầu. Và sau khi có mục tiêu đấy thì mình cần phải quản lý thời gian, lập thời gian biểu hợp lý cho cả việc học lẫn việc giải trí.
là con út trong gia đình có 4 chị em, bố bệnh tật phải ở nhà chăn nuôi con lợn, con gà. Mẹ làm công nhân, công ty, kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, cha mẹ em vẫn chất chiêu dành dụm để tạo điều kiện tốt nhất cho mấy chị em ăn học và thực hiện những ước mơ hoài bão của mình. Trong thời gian cháu thi vừa qua thì cháu cũng đạt được cái điểm đối với gia đình và nhà trường là cũng điểm cũng gọi là tương đối. Tổng điểm là được 28,55 thì cháu là thi vào khối A00. Đấy, thì giờ cháu có nguyện vọng và đã trúng tuyển vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì cháu vào khoa tin học. Đấy, thì trong thời gian gia đình thì nuôi con đi học thì phải vất vả, nhưng vợ chồng là cũng rất là cố gắng để cho con cái là được nguyện vọng theo cái hướng của các con là muốn học, mà cũng là cái tâm nguyện của ông cha và bố mẹ chúng đấy, và kể cả bản thân chúng tôi rất là mong con được ăn học. Thì thời gian đi học về thì con vẫn rất là đỡ đần bố mẹ, như thể làm đỡ. Tôi thì bệnh tật thì cũng không có đi làm ở ngoài được, thì ở nhà mình thì chỉ có chăn nuôi thôi, mỗi năm thì chăn lấy mấy nghìn gà. Thế nên cháu cũng vẫn phải phụ bố mẹ, những lúc gà thì nó phải tiêm, phải nước thuốc chẳng hạn, ở cá mú là cháu rất là năng động là làm đỡ thôi, vì là hoàn cảnh nhà nông cũng rất là cố gắng để phát huy lên cái học tập. Về từ trước đến giờ là gia đình thì cũng không có người học được xa lắm, nên giờ các cháu là phát huy này là cũng rất là điểm nhấn và cũng mừng cho gia đình. Qua cái kết quả thi tốt nghiệp vừa rồi thì nằm trong kết quả thi tốt nghiệp thì nhà trường cũng đã có cái kết quả xét đại học của các con học sinh với các khối thi khá là khả quan. Đó là một kết quả cũng rất là vui mừng cho nhà trường. Và trong đó phải kể đến đó là hai em, đó là em Nguyễn Thị Phương Linh, lớp 12A3, thủ khoa khối C00, 29 điểm. Và em Kiều Anh Bằng, lớp 12A5, thủ khoa khối A00, với điểm số là 28,55. Và trong đó thì em Bằng có điểm 10 môn hóa, em Phương Linh có điểm 10 môn địa. Vâng ạ. Thì sở dĩ là với cái kết quả mà của nhà trường chưa có năm nào được cao như năm nay về cái kết quả xét đại học, thì một trong những nguyên nhân chúng tôi nhìn nhận lại thì có lẽ là do chúng tôi có một đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm và rất là tâm huyết. Và cứ sau mỗi một năm học, có mỗi một kỳ thi thì chúng tôi cũng đã tổ chức vinh danh, và năm nay đều đã tổ chức vinh danh cho các con vào cái dịp khai giảng. Và đó là niềm động viên, động lực cho các em học sinh khóa sau noi gương các anh em học sinh khóa trước. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.